Bữa nay kính mời quý vị cùng chiêm ngưỡng lan hoàng thảo tích tụ và một số các cái giống lan khác ở trong giàn của tôi. Lâu lắm rồi mới có một ngày nắng đẹp. Hết áp thấp nhiệt đới rồi lại đến cơn bão số 2. Hôm nay mới có thời gian để chia sẻ với các bạn về cái cây lan lá mỏng rất là khó trồng và khó chăm là cây hoàng thảo tích tụ cây này rất dễ bị bệnh ví dụ như là bị thán thư rồi xương mai dỉ sắt và bệnh chết nhanh đồng thời nó là cái món ăn rất là thích của các loại côn trùng ví dụ như bọ trĩ và nhện đỏ cho nên cái cây này khó khó thuần, khó trồng, khó chăm lắm các bạn ạ. Cây này dễ rất là nhỏ. Lá thì mỏng. Cho nên là bón phân thì cũng phải bón ít thôi. Bón nhiều là dễ nó sẽ bị cháy. Lá mỏng thì nó lại là một cái thể loại không thích phun phân và cũng không thích bị phun thuốc. Cho nên là cây nào mà bị bệnh thì cắt bỏ, vứt đi. Lá nào mà bị bệnh thì cũng là cắt bỏ vứt đi Chứ tôi cũng không có phun phân mà tôi cũng không phun thuốc gì cả Tôi bón lên trên chậu một ít Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt Và 20-10-10 Phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc Chỉ đơn giản thế thôi các bạn ạ Cái này nó ăn nắng Dưới một lớp lưới Lá mỏng nhưng lại rất thích nắng nếu mà không còn nắng thì rất dễ bị chết, bị thối. Hoa thì từng chùm từng chùm như vậy. Cái đuôi của bông hoa nó sẽ tích, nó tụ vào nhau. Cho nên là người ta gọi là cây hoàng thảo tích tụ. Mà tích thì cũng có nghĩa là cái đuôi. thì đuôi hay là cái, cái đít ấy. đấy. Đấy, thì một số nơi người ta gọi tích là cái đít. Tiếng địa phương nhé các bạn. Đó, đuôi nó tụ lại với nhau, gọi là tích tụ. Hoa này thì hầu như là không có thơm và bền khoảng tầm nửa tháng. 10 ngày đến nửa tháng. Cái chậu này tôi trồng được 4 năm rồi, mục rồi cũng đến lúc phải thay chậu rồi. Giá thể thì chúng ta nên dùng vỏ thông New Zita cho nó ráo nước, thoát nước, càng ráo càng thoát càng tốt. Bón thì mỗi một lần bón một cái chậu mà hai hơn 20 cm như vậy này. Tôi chỉ bón vào đây khoảng tầm 30 viên phân vô cơ 20 10 10 và khoảng tầm 20 viên Ben 01 của Hùng Nguyễn thế thôi đếm từng viên đà thả vào đấy các bạn ít lắm. món rất ít nha món nhiều là chết dễ luôn á, chết dễ và cháy đầu lá đó. còn lá nào bệnh thì dĩ nhiên sẽ vặt vứt bỏ thôi ví dụ như lá này này bị thán thư này vặt bỏ đi này đó thán thư chữa được cái bệnh thán thư này thì lá nó cũng rụng hết vì lá nó mỏng lắm nhạy cảm vô cùng luôn ý đây là bị bệnh gì đây thán thư luôn này vặt luôn đi đó thì thì chỉ thế thôi nói chung là cây này già nào mà không thoáng không còn nắng mà lại còn quá siêng tưới quá siêng phun phân phun thuốc thì không chơi được đâu ạ Bây giờ tôi sẽ cắt hết hoa đi để dưỡng cây hoa cũng tàn rồi nở được chục ngày trở lên rồi các bạn ạ đây là một giống lan rất là thơm mùi thơm đặc biệt lắm người ta hay lấy cái mùi thơm này để à, chế ra những cái cây kẹo hoặc là những cái kem các bạn biết là mùi thơm gì không ạ cái cây này các bạn thấy nó có giống như cây thập hoa không? khá là giống hoàng thảo thập hoa. đây cũng là một cây lan lá mỏng. hoa có màu tím nhạt, à, cánh sáp và đặc biệt là mùi thơm rất ngọt. nó không phải là thơm nồng thơm uh, ngào ngạt lắm nhưng mà nó lại rất là quyến rũ luôn đó là cây hoàng thảo hương vani hương vani lá mỏng cũng rất là dễ bị nhầm với cây thập hoa nhầm với cây henry và nhầm với cây tích tụ hoặc là cây hoàng thảo đuôi cong cây này kỹ thuật trồng và chăm sóc y chang như cây hoàng thảo đuôi cong luôn tôi mới rút từ trong một cái chậu nhỏ ra khỏi chậu để cả bầu nhét vào trong chậu lớn sau đó thì tôi cho giá thể vỏ thông new zita cỡ lớn và new zita cho vào trong chậu này thì dễ này nó bám đây rất đẹp có thể nói là new zita a cộng Plus A cộng và New Zitaki là cái loại giá thể rất là phù hợp để trồng những cây lan lá mỏng này. Cây này tôi không dám phun bất cứ một loại phân gì và và thuốc gì luôn, chỉ có giải phân ở dưới gốc thôi, một ít thôi. Đấy. Dễ rất đẹp nha, dễ là bé tí thôi các bạn ạ. Dễ cực kỳ nhỏ luôn. Dễ này nó nhạy cảm với phân vô cùng đấy Cho nên là phun phân Thì cũng hạn chế Chủ yếu nó bón ở gốc và bón ít thôi Hôm nay nó ra hoa cho nên là cây nó cần một lượng kali Nên nó sẽ rút kali ở lá chân Để tạo hoa Và cây nó sẽ hơi teo teo lại như vậy Nhưng kệ nó đi các bạn ạ Tôi cũng không phun bổ sung thêm kali cho cây này Tại vì nếu mà bổ sung thêm kali ấy thì cái khả năng là cây nó sẽ bị sốc phân rất là cao. Không những không giải quyết được vấn đề vàng lá chân mà có khi còn rụng bớt ý. Cho nên tôi kệ nó luôn. Để cho nó tự nhiên luôn. Đấy, thì bây giờ chỉ bón thêm một ít Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt bón lên trên rồi kệ nó ạ. cây hoàng thảo thập hoa đột biến trắng cũng là một cây lan lá mỏng tuy nhiên dễ nó to hơn hai cái giống lan trước thì trước mắt là mình chỉ bón ben không một rồi chờ hoa còn đằng này hôm nay có được hai bông hoàng thảo Henry kính mời các bạn chiêm ngưỡng luôn là một giống lan lá mỏng rất là dễ bị bệnh. đây lá bị bệnh này, thán thư này, lại vặt thôi. đó. tôi chỉ vặt thôi. các bạn thấy không? đây, bệnh ở trên thân này, đốm than, tôi vặt hết lá đi. thì những cái lá ở bên dưới này này, từ đây trở lên ý, nó bị bệnh tôi vặt hết đi rồi. thì sức đề kháng nó tốt đấy, lên đến những cái lá trên ngọn lại không bị nhá. đó. từ từ nó lướt qua được cơn bệnh hoa đây ạ à. Ôi nhiều côn trùng quá bọ trĩ này các bạn Tôi trồng bằng giá thể dớn vụn New Zita Thì cây này nó rất là ghét bị thay giá thể Cho nên là chúng ta càng ít thay giá thể Càng chậm thay giá thể càng tốt Chúng ta chỉ cần nghiêng chậu Xả nước để nằm trôi giá thể cũ đi thôi giá thể mới thì kệ nó các bạn à, giá thể mới rồi mình dặm vào là được có thể là chúng ta sẽ dậm new Zitaki vào là ok nhé cây này lá nó còn mỏng hơn cả cái cây thập hoa cơ các bạn ạ nên nó nhạy cảm lắm năm kia tôi có phun thử một ít phân để kích dễ nhưng mà cuối cùng ra là cháy hết lá thành ra sau này tôi rút kinh nghiệm rồi mấy cái cây lá mỏng này là không phun phân phun thuốc gì luôn kệ nó thôi thì chơi cây lan lá mỏng thì nó cũng rất là hay Hoa thường là rất bền nhé các bạn Tuy lá nó mỏng nhưng hoa lại bền lắm Còn bây giờ nó bị bọ trĩ thì phun thuốc bọ trĩ Con phi đo thôi Phun vài ba lần là được Hoặc là phun Movento là được Nếu mà trong vườn nhà các bạn thoáng Có đủ nắng Thì các bạn nên sưu tầm thêm một số cây lan lá mỏng để chơi cho vui cái dàn này bên dưới của tôi thì rất là thoáng thoáng lắm luôn cho nên là tôi để một số cây lan lá mỏng và một số cây lan nhạy cảm với phân thuốc nó lên rất đạt có thể nói là nắng nhiều thì hoa quanh năm luôn đây cây hoàng thảo chim lửa này Đấy, chuẩn bị lại có hoa rồi đây là cây uh, kiều dệt, Các bạn xem này, lá rất là mỡ. Lá cây mẹ này. Nó bị uh, dỉ sắt nha. Nhưng mà ra đời con không bị. Nghĩa là đã ok rồi, đã khỏi đấy. Kệ nó đi. Nó tự lướt qua được bệnh thôi. Mình chăm uh, đủ chất, đủ nắng, thoáng. Thì cây con nó ra nó sẽ không lây bệnh từ cây mẹ. Như vậy là yên tâm rồi. Cây này chuẩn bị ngủ để ra hoa này Đây là lá nó già này Chuẩn bị ngủ để ra hoa nhé Không phải là bị bệnh gì đâu ạ Đấy Cái việc phân biệt giữa Bệnh và lá già Hoặc là thán thư Dỉ sắt đốm than vân vân Hoặc là lan Cây cũng lá mỏng nhưng mà có cây thì có thể bón được, có cây thì lại không nên bón. Rồi có những triệu chứng giống nhau nhưng mà nguyên nhân lại khác nhau Thì cái này ấy, tôi cũng có một chút kinh nghiệm có thể chia sẻ với các bạn Cho nên nếu mà các bạn có những thắc mắc về bệnh ở trên lan Hoặc là cây lan gì dùng giá thể gì thì hợp lý Thì các bạn cứ nhắn tin cho tôi vào zalo Tôi sẽ hết lòng chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm và kỹ thuật mà tôi biết. Đó. Nói chung là tôi đang gieo một cái nhân duyên Gieo những cái duyên lành Trước mắt là cứ gieo duyên đó Còn sau này gieo rồi nó như thế nào thì có nảy mầm được hay không thì chưa biết Nhưng mà cứ gieo đã 0963 133 117 0963 133 117 là số zalo của tôi Các bạn cứ nhắn vào dùm tôi, đừng gọi điện nhé Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau ạ. Nhân thể chia sẻ về chủ đề lan lá mỏng thì tôi mời các bạn ngắm cây phi điệp vàng hay còn gọi là cây long nhãn dây. Hoa thơm, ngọt, cánh bầu và rất là bóng, cánh sáp đấy các bạn. thỉnh thoảng có vài con bọ trĩ lâu rồi tôi không có diệt côn trùng chắc là sắp tới phải diệt côn trùng thôi cây này đang rất là nhiều nụ luôn một cần một cây có nụ này hai cây ba cây bốn cây lại chuẩn bị mưa các bạn ạ Trời âm u quá. Đây, cái này nụ này. 2 4 6 8 1 mét. 1 mét nụ. Dã màn sắp tới mà nó bung ra một phát thì thôi rồi luôn. Chỗ này được hơn 20 cm nụ. Cây này nó rất là kỳ cục này các bạn Cây này dài gần 2 mét Ở chỗ kia đã ra hoa Rồi chỗ này lại đang nụ Ở chỗ này phải 4 50 cm nụ chứ Một cái giả hành Mà nó có thể ra hoa được 2 đến 3 lần Ở trong một năm Cây dài 2 mét. Một uh, tác phẩm rất là lớn. Chỗ này tôi trồng hoàn toàn là bằng vỏ thông, cỡ lớn. Và các bạn thấy ở trên này tôi bón này. Chỉ có Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt thôi. Và một ít 20-10-10. Đấy, có rêu này. Tôi trồng cực kỳ nó khô luôn rất là khô ráo treo ở trên cao <laughs> cho ăn nắng nhiều. Không có nắng thì không có hoa được các bạn ạ. Mọi người bảo là cái cây này ở xứ nóng rất khó ra hoa. Tôi thì chưa ở xứ nóng nên tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi thấy cây này rất dễ trồng, dễ chăm sóc, đặc biệt là nó thỏa mãn được cái yêu cầu lười biếng của mình Nghĩa là mình đừng có phun cái gì cả thì được Cứ phun là nó sẽ không ăn thua đâu Thập hoa trắng tuyền Cây thập hoa đột biến Một trong những cây lan lá mỏng Tôi mới bón thêm Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt Được 10 ngày hoa này nở lần thứ năm thứ năm hay thứ sáu gì đấy ở trong năm 2022 này mũi nó hơi hồng các bạn ạ cánh rất là bay nhé trời thì vẫn còn đang mưa mấy hôm nay sau cơn bão số 2 thì cứ mưa liên tục ngày nào cũng mưa hoa này chơi được khoảng tầm chục ngày nó mới tàn sắp tới chắc tôi phải ươm thêm nhiều ki hơn mấy hôm nay nhiều người hỏi quá tôi không rời cắt bớt mấy cái ki này chia sẻ này các bạn nói chung là cây này khá là đáng chơi, đáng sưu tầm. Mấy năm trước thì giá nó cao, trên năm nay giá nó cũng mềm lắm. <laughs> Cái chậu thập hoa trắng tôi đã tách ra bán bớt mấy tép và tách ra thành cứ một mẹ một con hoặc là một mẹ để trồng riêng vào từng chậu đây các bạn. Chậu phi 16 ít lỗ. Giá thể là New Jitaki 100% Các bạn xem bộ rễ này Tôi rất tâm đắc với cái giá thể New Jitaki này Cực kỳ tâm đắc luôn đấy Tôi trồng ra đây mà không chết một cây nào cả Chỗ này trồng được hai chục ngày rồi đó Bắt đầu bám rễ và nảy mầm tôi để ở dưới nền nhé các bạn Ngoài ra thì cái giá thể New Zitaki á Tôi còn trồng toàn những cây đột biến Các thể loại năm cánh trắng Và kể cả những cái cây 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 đột biến lá này. <laughs> violin này. rồi ngọc sơn cước năm cành trắng ngọc sơn cước năm cành trắng bảo duy đó thì các bạn cứ yên tâm mà trồng đi mùa này vẫn có thể mùa này vẫn có thể tách ra để trồng được nhé mùa này ươm ki thì hơi bị kém nhưng mùa này tách tách ra trồng lại là ngon đấy Hãy lưu zita đấy. Rất tuyệt vời các bạn ạ tôi không có bán giá thể tôi cũng không bán phân thuốc các bạn muốn mua thì các bạn liên lạc với dụng cụ cây cảnh com trang web dụng cụ cây cảnh com để mua nhé ở đây tôi chỉ có lan thôi xin được hẹn gặp lại quý vị ạ